Thì hôm nay mình xin mở hộp cho các bạn xem cái USB thu wifi ha. Do mình có một tay ha nên chắc là mở nó cũng hơi khó khăn xíu. Rồi, mình để ở đây ha. Thì trong hộp này gồm có sách hướng dẫn nè. Đây. Sách hướng dẫn thì có hai ngôn ngữ các bạn, tiếng Việt và tiếng Anh. Đây, miếng lót ha. Đây là đĩa driver ha. Đĩa này thì mình có chuyển qua file ảnh rồi nên mình sẽ thao tác nó nhanh hơn. Mình cài đặt, đây là dây cáp để mình kết nối vào máy tính với cái USB wifi. Các bạn có thể cắm trực tiếp lên USB cũng được ha, không cần phải dây cáp này. Nếu mà chúng ta dây ngắn hoặc cái điều kiện mình không đủ thì chúng ta dùng nó để chúng ta kết nối nó rộng hơn, nó xa hơn. Rồi bây giờ mình bắt đầu tiến hành cài đặt ha. Mình để mấy cái này bên bên nha các bạn. Đây là cái tờ quảng cáo của cái điện thoại hãng mới đây, Max Post gì đó. Đây, mình tiến hành cắm USB nha. Rồi, chúng ta bắt đầu tiến hành cài đặt. Về phái ảnh đó, thì mình đã convert qua ảnh phái ISO rồi ha. Đây là cái đĩa ảo và một phái ảnh mình mount trên cái driver gốc. Thì chúng ta tiến hành chúng ta cài chạy file to run .se ha, chạy quyền admin, chúng ta bấm Z. Đây là cái driver của wifi. Phần này chúng ta click vào cái biểu tượng của cái USB wifi và chúng ta Intel driver ha. Rồi cái phần này là mình đã cài rồi nên nó hiển thị repair, thì chúng ta tiến hành cài đè lên vẫn được nha. Thì các bạn cứ nét thôi, chúng ta bấm nét tới ha. Rồi, sau khi repair xong rồi mình tiến hành cài đặt bình thường nha các bạn. Đó là cái giao diện mà cài đặt xong hoàn thành. Mình xóa đi ha. Mình tính theo mình xóa cái driver cũ trước khi cài đặt mới. Để chúng ta tiến hành cài đặt lại bình thường nhé. Chúng ta thoát ra, chúng ta chạy lại file auto-run. Ở đây có hai lựa chọn, chúng ta chọn cái dòng Utility và Driver ha các bạn. Rồi chúng ta tiến hành nét. Đây các bạn cứ nét Winton.
cái biểu tượng wifi ở trên máy tính các bạn nó sẽ bị lỗi, báo lỗi ha. Nó nhận cái driver mới trên USB wifi. Ở đây là cái giao diện của Tebilin. Chúng ta cài đặt thành công. Bạn bấm Finish. Chúng ta đóng cái cửa sổ trước ha. Đây là mạng wifi nhà mình. Nếu bạn bấm Connect, bạn nhập mật khẩu vào. Bạn OK ha. Sau khi đợi wifi load driver như là kết nối thì các bạn chỉ thấy cái USB nó chớp đèn xanh nè. Đây là wifi báo connect là kết nối thành công đấy các bạn. Biểu tượng wifi chúng ta là kết nối thành công. Đây. À, chúng ta bắt đầu vô thử một trang web ha. Kết nối thành công nhé các bạn. Đây, mình xin dừng hướng dẫn tại đây. Chúc các bạn thành công.